Chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Minh Tâm, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Hôm nay mình rất vui vì được các thầy cô cho tham quan học tập lịch sử địa phương tại di tích lịch sử chiến thắng Sương Giang, Bắc Giang. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử mang đậm tính nhân văn, là nơi để thế hệ hôm nay và mãi mai sau thể hiện sự tôn kính, ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công giữ nước. Các bạn ạ, chúng mình rất vui vì được tham gia sân chơi khỏe mạnh mỗi ngày trong chương trình Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm với bài dự thi Flatmon Khuôn học tập tại di tích lịch sử chiến thắng Sương Giang, Bắc Giang. Sau đây mình mời các bạn cùng xem bài dự thi của chúng mình nhé. Không được lười biếng và hãy quyết tâm lên nào.